Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi Chuyện Trong Ngày được phát sóng trên kênh VTC1 Đài Truyền Hình Kỹ Thuật Số VTC. Thưa quý vị, ngày mai SEA Games 31 sẽ bế mạc sau hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi. Các vận động viên đã chinh phục 40 môn thể thao với tổng cộng 526 bộ huy chương được trao. Có thể nói, nước chủ nhà Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế cả về thành tích thi đấu cũng như công tác tổ chức SEA Games lần này. SEA Games 31 không chỉ là sân chơi thể thao mà đây còn là một cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Những hình ảnh đẹp của các danh lam thắng cảnh, các điểm đến du lịch Việt Nam hay hình ảnh của thủ đô Hà Nội, thủ đô vì hòa bình, mến khách đã gây ấn tượng cho nhiều du khách và các đoàn thể thao Đông Nam Á khi đến với Việt Nam. Hôm nay là ngày cuối cùng, anh Amirun và những người bạn của mình ở lại tham gia cổ động cho SEA Games 31. Dù thời gian ở lại Việt Nam không nhiều, nhưng những nơi anh tới tham quan và trải nghiệm đều trở thành kỷ niệm khó quên. Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam lần nữa để chiêm ngưỡng và thưởng thức các di sản khác. Đồ ăn ở đây thì rất ngon. Khi quay trở lại Malaysia, tôi sẽ tìm công thức để làm những món đặc sản này. Hôm qua tôi đã có một chuyến đi tham quan thành phố về đêm. Thực sự Hà Nội rất đẹp và rất khác so với 18 năm trước đây. Tuy nhiên, văn hóa vẫn còn được lưu giữ. Đó là điều tôi rất thích ở Việt Nam. Sau khi giành huy chương vàng ở hai nội dung, gồm đồng đội 3 người, tuyển 3 người ở cả nam và nữ, đội tuyển cầu mây Thái Lan đã có chuyến tham quan thủ đô Hà Nội trên xe buýt 2 tầng. Hành trình này đã đưa đoàn tham quan các tuyến phố cùng nhiều điểm danh thắng di tích nổi tiếng của Hà Nội, mang lại nhiều sự thích thú cho các huấn luyện viên và vận động viên. Đây là chuyến tham quan đầu tiên của cả đội tuyển sau dịch Covid-19. Hôm nay chúng tôi đã tranh thủ thời gian nghỉ để tham quan thành phố, cũng như để cả đội có thể thư giãn sau trận thi đấu. Lần đầu tiên đoàn thể thao chúng tôi được du ngoạn Hà Nội trên xe buýt 2 tầng, rất thú vị. Trong hành trình trải nghiệm Hà Nội City Tour, đoàn vận động viên Thái Lan đã dành khoảng 30 phút để khám phá, tìm hiểu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là lần đầu tiên tôi được tới Việt Nam và tham quan Hà Nội. Tôi rất vui khi được tham quan và ngắm nhìn thành phố xinh đẹp trên xe buýt 2 tầng. Hơn nữa, Văn Miếu Quốc Tử Giám là một điểm tham quan đẹp và mang nhiều dấu ấn lịch sử. Hiện tour trải nghiệm xe buýt 2 tầng Hà Nội City Tour của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thực hiện chương trình miễn phí vé tham quan cho các đại biểu là các vận động viên, huấn luyện viên, nhà báo quốc tế tham dự SEA Games 31. Đây là một trong những sản phẩm du lịch của Hà Nội phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á nhằm quảng bá giới thiệu về du lịch thủ đô đến bạn bè quốc tế. Trải nghiệm trên xe, đặc biệt là được tham quan các cái địa điểm nổi bật, hàng khách nói chung và các đoàn khách SEA Games nói riêng, cảm thấy rất là thích thú và thú vị. Đây chính là cái mà chúng tôi mong muốn đưa đến cho khách du lịch quốc tế, bạn bè quốc tế, thông tin liên quan đến văn hóa của Việt Nam cũng như của Hà Nội nói riêng. SEA Games 31 là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, du lịch Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng tới bạn bè quốc tế, khẳng định thương hiệu điểm đến tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực. Sao la, từ loài thú quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, ít người biết đến, thì nay đã trở thành linh vật của SEA Games 31. Hình tượng sao la không chỉ mang ý nghĩa thân thiện, nhanh nhẹn và hoạt bát, phù hợp với tính chất của các bộ môn thể thao, mà còn là một cơ hội để bạn bè khu vực và quốc tế có thể biết đến giá trị đặc biệt của thiên nhiên Việt Nam. Đáng chú ý, thú nhồi bông linh vật sao la được những bàn tay khéo léo của người khiếm thính ở thủ đô Hà Nội sản xuất thủ công đã gây xúc động với rất nhiều người. Vượt qua hơn 1.000
thì tôi quyết định là chọn hình ảnh sao Lan. Lan tỏa tinh thần SEA Games vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Hàng nghìn thú nhồi bông sao La cũng được sản xuất liên tục bởi những bàn tay thật đặc biệt. Tôi là Phạm Việt Hoài, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kim Việt. Chúng tôi cũng đang gấp rút để hoàn thành những cái lô hàng cho kỳ đại hội thể thao SEA Games 31 đợt này. Chúng tôi cũng chỉ có thời gian rất là ngắn, cỡ một tháng để chuẩn bị tất cả mọi thứ để tiến hành sản xuất ra những cái chú thơ sao La. Khi mà chốt cái thứ nhồi bông sao La thì nó phải đạt được một cái là cái vẻ bề ngoài nó rất là trẻ trung, dễ thương. Thông qua những cái kỳ đại hội này thì chúng tôi có mong muốn được tham gia bất kỳ một cái lễ hội thể thao nào để làm sao mọi người có thể nhìn thấy rằng những cái công nhân, những cái người khuyết tật ở trong công ty họ hoàn toàn có rất nhiều những cái khả năng để cống hiến cho xã hội. Chặng đường của SEA Games 31 đang dần khép lại. Ngoài những tấm huy chương ghi nhận những kỷ lục mới của những vận động viên, kỳ SEA Games lần này còn ghi dấu ấn bởi những khán đài đầy ắp cổ động viên, bất kể ở bộ môn thi đấu nào. Tất cả đều hòa mình vào không khí thể thao và cháy hết mình với SEA Games. Hình ảnh cổ động viên Việt Nam đến trước khách sạn đóng quân của U23 Lào để tiếp lửa. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu, in áo mang biểu tượng quốc kỳ nước bạn Lào để cổ vũ cho các cầu thủ U23 Lào thi đấu tại SEA Games 31. Hành động này đã khiến các cầu thủ và ban huấn luyện của U23 Lào rất cảm kích. Còn đây là bữa tiệc âm thanh, ánh sáng của cổ động viên Việt Nam dành cho đội nhà trước mỗi trận đấu. Khí thế hừng hực này không chỉ tiếp thêm lửa cho đội tuyển Việt Nam mà còn như sự vỡ òa niềm vui, niềm hy vọng sau thời gian dài người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Làm cho con người sôi nổi là tự nhiên mình thấy mình trẻ lại. Vì cái đại dịch Covid đó, nó làm cho chúng ta mất đi những cơ hội tập trung với nhau. Chúng ta mong rằng đây là cái dịp để chúng ta tạo điều kiện để mà gặp nhau nhiều hơn nữa. Sau một thời gian dài ảnh hưởng dịch Covid, đến hôm nay tôi cảm thấy rất là vui. Hầu hết các trận đấu, cổ động viên đều phủ kín khán đài với tinh thần cổ vũ fair play. Cháu cũng rất vui, là sẽ cảm thấy là sướng thật vời luôn, mọi người dân đều sướng tự hào Việt Nam hôm nay tổ chức SEA Games đại thắng lợi. Hôm nay anh em đến đây là rất vui và rất mãnh liệt luôn, không khí hôm nay là không còn gì để nói, rực rỡ luôn. Tuyệt vời. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Sự cháy hết mình của cổ động viên Việt Nam, nước chủ nhà kỳ SEA Games 31, một Việt Nam đầy ấn tượng, yêu thể thao, yêu hòa bình, sẽ đọng lại mãi trong trái tim những vận động viên và du khách khi đến tham dự kỳ SEA Games này. SEA Games 31 là kỳ SEA Games thứ 2 sau 20 năm được diễn ra tại Việt Nam. Những ngày thi đấu trôi qua thật nhanh, những kỷ lục mới được thiết lập, những lần các vận động viên Việt Nam và các nước trong khu vực bước lên bục đăng quang, những tình cảm dễ thương của các cổ động viên, những tình nguyện viên hết sức đáng yêu. Tất cả đã làm nên một kỳ SEA Games 31, một SEA Games của Việt Nam ấn tượng và tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp và vô cùng ấn tượng trong suốt hơn một tuần qua. Và những hình ảnh này cũng sẽ khép lại chuyện trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
Mấy kỳ SEA Games trước thì Việt Nam mình cũng chỉ bạc và luôn luôn đứng sau Thái Lan thôi. Nhưng mà đến hôm nay em cũng đến tận bây giờ em vẫn không tin được em được vào. Vẫn là những cái cảm xúc khó tả thành lời. Nhưng đây là lần mà thực sự em không biết phải nói như nào. Đây là một niềm tự hào của em khi mình là một người con của Việt Nam mà lại rất là vinh dự khi được thi đấu trên sân nhà.